ta thấy biến hóa như vậy thì mới tạo ra một sự bất ngờ. Tất cả đều xuất phát từ số 6 Wang Chen. Đây là lần hủy thứ hai của xét đấu đầu 20 tuổi. Vẫn còn pha phòng thủ rất hay. Rõ ràng là được Giang Hồng Liên phát bóng. Tấn công giữa lưới. Akel. Wow! Điểm quyết định của trận đấu nhưng chuyền hai Akel thực hiện pha phát bóng. Akel được đánh giá rất cao về chuyên môn. Tuy nhiên cô cũng đã có một số tình huống xử lý lỗi ở trong trận đấu đầu tiên. Pha phối hợp tấn công nhanh. Tạm thời thì có 3 đội cùng được 3 điểm. Tất nhiên là chưa tính kết quả của cuộc đối đầu này. Ở trong bảng B thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội xem như đã bị loại. Pha phối hợp quả đập rất uy lực. Lúc này thì BIP đang dẫn 5-3. Không được.